Xin chào mọi người. Nè. Mẹ chồng mình nói đây là con đường để lên cái mã của ông bà. Ông bà nội chồng. Thì hôm nay mình chị Mì Chin với chị Đại sẽ lên đây để cúng nha. Tại vì để giúp cho một chị em bạn dâu có bị vong nhập, mà cái chị đó khi mà đi coi thầy là người ta nói là do ngày Tết, đám giỗ, trung thu không đến cúng lạy cho ông bà cố nội bên chồng là lợi nhà của mình để cúng cho nên là bị ông bà quở. Thì đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Nguyên nhân chính là chị bị một cái vong khác ám, rồi là bả sanh ra giống như là bị lúc nào cũng quan tưởng, suy nghĩ bậy bạ cho nên mọi người. Cơ thể không có bị gì trơn mà cũng bị bệnh nữa. À, đi bệnh viện hoài mà không hết. Thì sau khi thì có gặp mẹ chồng mình, may mắn là gặp mẹ chồng mình với chị Mì Chin đây nè. Xong cái hai người này mới nói là nhìn thấy con mắt của chị này kỳ quá à, thấy không phải bình thường. Bây giờ đưa đi thử thầy đi. Thì đi anh thầy bắt đầu mới biết được là bị vong theo ám. Rồi cũng mới cúng kiến rồi mà còn phải thêm vài lần nữa mới hết hẳn mọi người. Nhưng mà kêu chị là phải lên lạy mộ của ông bà. Nhưng mà chị bây giờ đang ở trong bệnh viện phẫu thuật rồi. Một cánh tay mà phẫu thuật ba nơi luôn mọi người. Không có đi được cho nên là nhờ chị Mì Chin với mẹ chồng của mình lên để cúng thay thế. Thì hôm nay là bây giờ là 2 giờ trưa. Nắng rất là gắt luôn. Mọi người thấy không? Ở xung quanh đây là có rất là nhiều mộ luôn. Ở bên hàng này là người ta chôn mộ đất không à, chứ không có chôn bằng mộ xi măng bên mình. Nhưng mà người ta chôn là không có nước. Ở bên mình là thường chôn chỗ trong sân vườn, sân nhà đó, sau hè vườn đó. Cho nên là thường hay bị có nước. Ở bên này người ta cấm kỵ chôn người chết ở chỗ có nước và có để cây. Như vậy thì trong gia đình sẽ không được phát triển được. Thì mình chỉ đến đây vào ngày Tết là mùa đông, giờ trung thu vào mùa thu thôi cho nên là không có cỏ. Đây là lần đầu tiên tới đây vào mùa hè cho nên cỏ rất là nhiều luôn mọi người. Đây là mộ của ông bà nội chồng. Mẹ chồng mình nói là cái chị em bạn dâu đó bây giờ bà đang bệnh vậy đó, thì bữa nay lại cúng cho ông bà ăn xong rồi ông bà phù hộ bỏ qua cho nó hết bệnh. Mình sẽ quay một cảnh vòng vòng xung quanh cho mọi người xem nha. Thì đây là cái nghĩa trang của nhà nước, không phải là nghĩa trang nhưng mà một cái đồ gì đó thì cho ai chết lên chôn miễn phí vậy thôi đó. Cỏ không à, ở dưới kia là sân banh. Cỏ mọc tùm. Chừng nào mà tới đó, trung thu với Tết thì người ta mới lên phát cỏ thôi. Chôn ở đây á, thì người ta chôn nguyên thi thể luôn mọi người. Giống bỏ vô quan á, rồi chôn giống như bên Việt Nam mình. Và bây giờ người ta cũng có nhiều cách chôn lắm. Ví dụ như thiêu, rải tro hoặc là bỏ vô trong cái hũ rồi mình gửi vô trong cái chỗ mà để mấy tấm hình đó mọi người. Nhà thờ. Này, bánh gạo nè, rượu, một con cá khô và trái cây, lê táo. Đó là những cái món phải có khi mà mình cúng vong, cúng cô hồn. Cốt, nuôi cao cốt chặt xì á. Cái bông này thì có sẵn. Giờ chị Mì Chin đang hấp rượu. Gosari 엄청 많네 이 산에. 어 어디 있어요? 여기 고사리 아이가. 아 고사리. 뭐 cái dương sĩ nè mọi người, dương sĩ. Mà một món ăn truyền thống của Hàn Quốc đó mọi người, là xào đó. Một trong những món mà người ta làm cơm trộn đó, không thể thiếu được ngày lễ Tết đám giỗ. Đây. Đây. Ồ. Dâu núi nè mọi người. Dâu núi nè. À, quả mâm xôi đó. Mâm xôi đó mọi người.
문닫기도 안 되고 또 엄마 들어가서 아이고 문이 많이 몰라고 그래 원래 이렇게 많았다 이거 두루두루 깔라졌어요. Giờ những đồ cúng ở đây á, là mình quăng đi hết luôn chứ mình không có ăn uống gì chứ mọi người. Cá khô gì đó, quăng hết luôn chứ không có được để ăn. Cũng không được lấy tay, lấy dao chẻ ra luôn. Chị Mì Chinh nói tạm biệt. Giờ mình con đi đây. Mùi mà sao? Ai khen sao này á? Mà ui mùi tình ẩm gái đó con này. Chị ăn cho ổn sao lắm. Bắn đâu? Baekilong. Cái bông này đẹp quá mọi người. Tên của nó là Baekilong. Hai anh chơi là hai anh gọi. Nhìn là bảy anh gọi. À, hai ngọn cỏ tí xíu. À, cái này là cũng nói mà nó màu trắng, thì nó có hai màu trắng và hồng. Ủa, đẹp quá mọi người nha. Đẹp quá. À. 내가 그래 이거로 분재를 하나 할래 했거든. 백일홍 이거로. 이 참 힘들어. 백일홍인 줄 알아. 왜요? 백일 동안 빨갛대 백일홍 아이가 백일. 아, cái bông này nó tên là long 100 ngày tại vì nó nở đúng 100 ngày nó mới tàn đó mọi người ghê thiệt. Chị Đại làm gì vậy? À, hái về để trồng á mọi người.